Chiều nay ngày 2 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm chủ trì hội nghị. Hàng năm, lĩnh vực kinh tế tập thể đóng góp khoảng 0,15% GDP toàn tỉnh. Ước đến 31 tháng 12 năm 2021, toàn tỉnh có 277 hợp tác xã với tổng vốn điều lệ là 377 tỷ đồng, tăng 255 hợp tác xã so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2001. Trong đó có 215 hợp tác xã nông nghiệp, 62 hợp tác xã phi nông nghiệp. Các hợp tác xã đang từng bước thực hiện cung ứng sản phẩm theo quy định của luật hợp tác xã năm 2012, bảo đảm dịch vụ cung ứng cho thành viên và 100% thành viên sử dụng các dịch vụ của hợp tác xã. Trong giai đoạn 2001-2020 đã hỗ trợ cho 140 lượt hợp tác xã ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới với tổng kinh phí hơn 36,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh phát triển về chất lượng nhưng hiệu quả còn thấp, số lượng hợp tác xã sản xuất kinh doanh hiệu quả còn chưa nhiều, trình độ năng lực và đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Phát biểu kết luận hội nghị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cần quan tâm hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của ngành địa phương. Tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, quản trị cho cán bộ hợp tác xã, tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã theo chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, các cấp các ngành cần tích cực quy động nguồn lực và sự hỗ trợ của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, nâng cao vai trò của đoàn thể trong công tác tuyên truyền tư vấn, vận động hội viên tham gia hợp tác xã, tăng cường sự liên kết phối hợp hoạt động giữa kinh tế tập thể với các thành phần kinh tế khác trên địa bàn.